Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín Nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn. Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Thi-thiên 97. Đức Giê-hô-va cai trị, đất hãy mừng rỡ, các cù lao vô số khá vui vẻ. Mây và tối tăm ở chung quanh Ngài, sự công bình và sự ngay thẳng làm nền của ngôi Ngài. Lửa bay đi trước mặt Ngài, thiêu đốt hết cừu địch bốn bên. Sự chớp nhoáng Ngài soi sáng thế gian, trái đất thấy bèn rung động. Các núi tan chảy như sáp trước mặt Đức Giê-hô-va, trước mặt Chúa của khắp thế gian. Các tầng trời truyền ra sự công bình Ngài, muôn dân đã thấy sự vinh hiển Ngài. Nguyện hết thảy kẻ hầu việc tượng chạm và khoe mình về các hình tượng đều bị hổ thẹn. Hỡi các thần khá thờ lại Đức Giê-hô-va. Hỡi Đức Giê-hô-va, Si-ôn nghe bằng vui vẻ, và các con gái Giu-đa đều nức lòng mừng rỡ vì cớ sự đoán xét của Ngài. Vì Đức Giê-hô-va ôi, Ngài là đấng chí cao, trỗi cao hơn cả trái đất. Ngài được tôn cao tuyệt các thần. Hỡi những kẻ yêu mến Đức Giê-hô-va, hãy ghét sự ác. Ngài bảo hộ linh hồn của các thánh Ngài và giải cứu họ khỏi tay kẻ dữ. Ánh sáng được bủa ra cho người công bình và sự vui vẻ cho người có lòng ngay thẳng. Hỡi người công bình, hãy vui mừng nơi Đức Giê-hô-va, cảm tạ sự kỷ niệm thánh của Ngài. Chương 14. Hãy nôn nã tìm kiếm tình yêu thương, cũng hãy ước ao các sự ban cho thiêng liêng, nhất là sự ban cho nói tiên tri. Vì người nào nói tiếng lạ thì không phải nói với người ta, bèn là với Đức Chúa Trời, bởi chẳng có ai hiểu. Ấy là trong tâm thần mà người kia nói lời mầu nhiệm. Còn như kẻ nói tiên tri thì nói với người ta để gây dựng, khuyên bảo và yên ủi. Kẻ nói tiếng lạ tự gây dựng lấy mình, song kẻ nói tiên tri gây dựng cho hội thánh. Tôi ước ao anh em đều nói tiếng lạ cả, song tôi còn ước ao hơn nữa là anh em nói tiên tri. Người nói tiên tri là trọng hơn kẻ nói tiếng lạ mà không giải nghĩa, để cho hội thánh được gây dựng. Hỏi anh em, ví bằng tôi đến cùng anh em nói các thứ tiếng lạ, mà lời nói tôi chẳng tỏ sự kín nhiệm, chẳng có sự thông biết, chẳng có lời tiên tri, chẳng có sự khuyên dạy, thì ít gì đến anh em. Vậy dẫu vật không linh tánh phát ra tiếng như ống tiêu, đờn cầm, nếu không có âm điệu phân biệt nhau, thế nào nhận biết được ống tiêu hay là đờn cầm thổi và khải cái chi? Lại nếu kèn trỗi tiếng lộn xộn thì ai sửa soạn mà ra trận? Anh em cũng vậy, nếu dùng lưỡi nói chẳng rõ ràng cho người ta nghe, thì làm sao họ được biết điều anh em nói? Vì anh em nói bông lông. Trong thế gian này có lắm thứ tiếng, mỗi thứ đều có nghĩa. Vậy nếu tôi chẳng biết nghĩa của tiếng nói đó, thì người nói tiếng đó sẽ coi tôi là mọi, và tôi cũng coi họ là mọi nữa. Ấy vậy, vì anh em nôn nã ước ao các sự ban cho thiêng liêng, hãy tìm cho được dư dật đặng gây dựng hội thánh. Bởi đó, kẻ nói tiếng lạ hãy cầu nguyện để được thông giải tiếng ấy. Vì nếu tôi cầu nguyện bằng tiếng lạ thì tâm thần tôi cầu nguyện, nhưng trí khôn tôi lơ lửng. Vậy thì tôi sẽ làm thế nào? Tôi sẽ cầu nguyện theo tâm thần, nhưng cũng cầu nguyện bằng trí khôn. Tôi sẽ hát theo tâm thần, nhưng cũng hát bằng trí khôn. Bằng không, nếu ngươi chỉ lấy tâm thần mà chúc tạ, thì người tầm thường ngồi nghe chẳng hiểu ngươi nói gì. Thế nào họ theo lời chúc tạ mình mà đáp lại rằng Amen được? Thật vậy, lời chúc tạ của ngươi vẫn tốt lành, song kẻ khác chẳng nhờ đó mà được gây dựng. Tôi tạ ơn Đức Chúa Trời vì đã được ơn nói tiếng lạ nhiều hơn hết thảy anh em. Nhưng thà tôi lấy 5 lời bằng trí khôn mình mà rao giảng trong hội thánh để được dạy bảo kẻ khác, hơn là lấy 1,000 lời bằng tiếng lạ. Hỏi anh em, về sự khôn sáng chớ nên như trẻ con, nhưng về sự gian ác thật hãy nên như trẻ con vậy. Còn về sự khôn sáng hãy nên như kẻ thành nhân. Trong luật pháp có chép rằng Chúa phán, ta sẽ nhờ những người nói tiếng lạ và môi miệng người ngoại quốc mà phán cho dân này, dầu vậy họ cũng chẳng nghe ta. Thế thì các thứ tiếng là một dấu chẳng cho người tin Chúa, song cho người chẳng tin, còn như lời tiên tri là một dấu chẳng phải cho người không tin, song cho người tin Chúa. Vậy khi cả hội thánh nhóm lại một nơi, nếu ai nấy đều nói tiếng lạ mà có kẻ tầm thường hoặc người chẳng tin vào nghe, họ há chẳng nói anh em là điên cuồng sao? Song nếu ai nấy đều nói tiên tri mà có người chẳng tin hoặc kẻ tầm thường vào nghe, thì họ sẽ bị mọi người bắt phục và bị mọi người xét đoán. Sự kín dấu trong lòng họ đã tỏ ra. Họ bèn sấp mặt xuống đất, thờ lạy Đức Chúa Trời và nói rằng, thật có Đức Chúa Trời ở giữa anh em. Hỏi anh em nên nói thế nào? Khi anh em nhóm lại với nhau, trong anh em ai có bài ca hoặc bài giảng dạy hoặc lời tỏ sự kín nhiệm hoặc nói tiếng lạ hoặc giải tiếng lạ chăng? Hãy làm hết thảy cho được gây dựng. Ví bằng có người nói tiếng lạ, chỉ nên 2 hoặc 3 người là cùng, mỗi người phải nói theo lượt mình và phải có một người thông giải. Nếu không có ai thông giải thì người đó phải làm thinh ở trong hội thánh, mình nói với mình và với Đức Chúa Trời. Người nói tiên tri cũng chỉ nên có 2 hoặc 3 người nói mà thôi, còn những kẻ khác thì suy xét. Song nếu một người trong bọn người ngồi có lời tỏ sự kín nhiệm, thì người trước nhất phải nín lặng, bởi vì anh em đều cứ lần lượt mà nói tiên tri được cả, để ai nấy đều được dạy bảo, ai nấy đều được khuyên lơn. Tâm thần của các đấng tiên tri suy phục các đấng tiên tri. Và Đức Chúa Trời chẳng phải là Chúa sự loạn lạc, bèn là Chúa sự hòa bình. Hãy làm như trong cả hội thánh của các thánh đồ. Đàn bà phải nín lặng trong đám hội của anh em. Họ không có phép nói tại nơi đó, nhưng phải phục tùng cũng như luật pháp dạy. Nhược bằng họ muốn học khôn điều gì, thì mỗi người trong đám họ phải hỏi chồng mình ở nhà, bởi vì đàn bà nói lên trong hội thánh là không hiệp lẽ. Có phải là đạo Đức Chúa Trời ra từ nơi anh em, hoặc chỉ đến cùng anh em mà thôi chăng? Nếu ai tưởng mình là tiên tri hay là được Đức Thánh Linh soi sáng, thì người ấy hãy biết rằng điều tôi viết cho anh em đây là mạng lệnh của Chúa. Mà nếu ai muốn bỏ qua thì mặc họ bỏ qua. Ấy vậy, hỡi anh em, hãy trông mong ơn nói tiên tri và đừng ngăn trở chi về điều nói tiếng lạ, nhưng mọi sự đều nên làm cho phải phép và theo thứ tự. Chương 15. Hỡi anh em, tôi nhắc lại cho anh em tin lành mà tôi đã rao giảng và anh em đã nhận lấy, cùng đứng vững vàng trong đạo ấy. Và nhờ đạo ấy anh em được cứu rỗi, miễn là anh em giữ lấy y như tôi đã giảng cho. Bằng không thì anh em dầu có tin cũng vô ích. Và trước hết tôi đã dạy anh em điều mà chính tôi đã nhận lãnh, ấy là Đấng Christ đã chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh. Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba Ngài sống lại theo lời Kinh Thánh. Và Ngài đã hiện ra cho Sê-pha, sau lại hiện ra cho 12 sứ đồ. Rồi đó, cùng trong một lần, Ngài hiện ra cho hơn 500 anh em xem thấy. Phần nhiều người trong số ấy hiện bây giờ còn sống, nhưng có mấy người đã ngủ rồi. Đoạn, Ngài hiện ra cho Gia-cơ, rồi cho các sứ đồ. Rốt lại, sau những người ấy, Ngài cũng hiện ra cho tôi xem như cho một thai sanh non vậy. Vì tôi là rất hèn mọn trong các sứ đồ, không đáng gọi là sứ đồ, bởi tôi đã bắt bớ hội thánh của Đức Chúa Trời. Nhưng tôi nay là người thế nào là nhờ ơn Đức Chúa Trời, và ơn Ngài ban cho tôi cũng không phải là uổng vậy. Trái lại, tôi đã làm nhiều việc hơn các người khác, nhưng nào phải tôi, bèn là ơn Đức Chúa Trời đã ở cùng tôi. Ấy vậy, dầu tôi, dầu các người khác, đó là điều chúng tôi giảng dạy và là điều anh em đã tin. Và nếu giảng dạy rằng Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, thì sao trong anh em có kẻ nói rằng những kẻ chết chẳng sống lại? Nếu những kẻ chết không sống lại, thì Đấng Christ cũng đã chẳng sống lại nữa. Lại nếu Đấng Christ đã chẳng sống lại, thì sự giảng dạy của chúng tôi ra luống công, và đức tin anh em cũng vô ích. Lại, nếu kẻ chết quả thật không sống lại, thì Đức Chúa Trời đã chẳng khiến Đấng Christ sống lại, mà chúng tôi đã làm chứng trái với Đức Chúa Trời rằng Ngài đã làm cho Đấng Christ sống lại. Thế ra chúng tôi làm chứng dối cho Đức Chúa Trời. Vì nếu kẻ chết chẳng sống lại thì Đấng Christ cũng đã chẳng sống lại nữa. Và nếu Đấng Christ đã chẳng sống lại thì đức tin anh em cũng vô ích. Anh em còn ở trong tội lỗi mình. Vậy những kẻ ngủ trong Đấng Christ cũng phải hư mất đời đời. Nếu chúng ta chỉ có sự trông cậy trong Đấng Christ về đời này mà thôi, thì trong cả mọi người, chúng ta là kẻ khốn nạn hơn hết. Nhưng bây giờ Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại. Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ. Và vì chưng bởi một người mà có sự chết, thì cũng bởi một người mà có sự sống lại của những kẻ chết. Như trong Adam mọi người đều chết, thì cũng một lẽ ấy trong Đấng Christ mọi người đều sẽ sống lại, nhưng mỗi người theo thứ tự riêng của mình. Đấng Christ là trái đầu mùa, rồi tới ngày Đấng Christ đến, những kẻ thuộc về Ngài sẽ sống lại. Kế đó cuối cùng sẽ đến là lúc Ngài sẽ giao nước lại cho Đức Chúa Trời là Cha, sau khi Ngài đã phá diệt mọi đế quốc, mọi quyền cai trị và mọi thế lực, vì Ngài phải cầm quyền cho đến chừng đặt những kẻ thù nghịch dưới chân mình. Kẻ thù bị hủy diệt sau cùng, tức là sự chết. Và Đức Chúa Trời đã để muôn vật dưới chân Ngài, mà đã nói rằng muôn vật phục Ngài, thì chắc phải trừ ra Đấng làm cho muôn vật phục Ngài. Khi muôn vật đã phục Ngài, thì bây giờ chính mình con sẽ phục Đấng đã làm cho muôn vật phục mình, hầu cho Đức Chúa Trời làm muôn sự trong muôn sự. Bằng chẳng vậy, những người vì kẻ chết chịu phép báp têm sẽ làm chi? Nếu kẻ chết quả thật không sống lại, thì sao họ vì những kẻ ấy mà chịu phép báp têm? Lại sao chính mình chúng tôi giờ nào cũng ở trong sự nguy hiểm? Hỡi anh em, tôi chết hàng ngày. Thật cũng như anh em là sự vinh hiển cho tôi trong Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa chúng ta. Nếu tôi theo cách loài người mà đã đánh cùng các loài thú ở thành Ê-phê-sô, thì có ích gì cho tôi? Nếu kẻ chết chẳng sống lại, thì hãy ăn, hãy uống, vì ngày mai chúng ta sẽ chết. Anh em chớ mắc lừa, bạn bè xấu làm hư thói nết tốt. Hãy tỉnh biết theo cách công bình và chớ phạm tội, vì có người không biết Đức Chúa Trời chút nào. Tôi nói vậy để anh em hổ thẹn. Nhưng có kẻ sẽ nói rằng, người chết sống lại thế nào? Lấy xác nào mà trở lại? Hỡi kẻ dại kia, vật gì ngươi gieo, nếu không chết đi trước đã, thì không sống lại được. Còn như vật ngươi gieo, ấy không phải là chính hình thể sẽ sanh ra, chẳng qua là một cái hột, như hột lúa mì hay là hột giống nào khác. Đức Chúa Trời cho nó hình thể tùy ý Ngài để làm tốt. Mỗi một hột giống cho một hình thể riêng. Mọi xác thịt chẳng phải là đồng một xác thịt, nhưng xác thịt loài người khác, xác thịt loài thú khác, loài chim khác, loài cá khác. Lại cũng có hình thể thuộc về trời, hình thể thuộc về đất. Nhưng vinh quang của hình thể thuộc về trời với vinh quang của hình thể thuộc về đất thì khác nhau. Vinh quang của mặt trời khác, vinh quang của mặt trăng khác, vinh quang của ngôi sao khác. Vinh quang của ngôi sao này với vinh quang của ngôi sao kia cũng khác. Sự sống lại của kẻ chết cũng như vậy. Thân thể đã gieo ra là hay hư nát, mà sống lại là không hay hư nát. Đã gieo ra là nhục, mà sống lại là vinh. Đã gieo ra là yếu, mà sống lại là mạnh. Đã gieo ra là thể huyết khí, mà sống lại là thể thiêng liêng. Nếu đã có thể huyết khí thì cũng có thể thiêng liêng. Ấy vậy có lời chép rằng, người thứ nhất là Adam đã nên linh hồn sống. Adam sau hết là thần ban sự sống. Nhưng chẳng phải thể thiêng liêng đến trước, ấy là thể huyết khí, rồi thể thiêng liêng đến sau. Người thứ nhất bởi đất mà ra là thuộc về đất. Người thứ hai bởi trời mà ra. Người thuộc về đất thế nào thì những kẻ thuộc về đất cũng thế ấy. Người thuộc về trời thế nào thì những kẻ thuộc về trời cũng thế ấy. Như chúng ta đã mang ảnh tượng của người thuộc về đất, thì chúng ta cũng sẽ mang ảnh tượng của người thuộc về trời. Hỏi anh em, tôi đoán quyết rằng thịt và máu chẳng hưởng nước Đức Chúa Trời được, và sự hay hư nát không hưởng sự không hay hư nát được. Đây là sự mầu nhiệm tôi tỏ cho anh em. Chúng ta không ngủ hết, nhưng hết thảy đều sẽ biến hóa. Trong giây phút, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót, vì kèn sẽ thổi, kẻ chết đều sống lại, được không hay hư nát, và chúng ta đều sẽ biến hóa. Và thể hay hư nát này phải mặc lấy sự không hay hư nát, và thể hay chết này phải mặc lấy sự không hay chết. Khi nào thể hay hư nát này mặc lấy sự không hay hư nát, thể hay chết này mặc lấy sự không hay chết, thì được ứng nghiệm lời Kinh Thánh rằng sự chết đã bị nuốt mất trong sự thắng. Hỡi sự chết, sự thắng của mày ở đâu? Hỡi sự chết, cái nọc của mày ở đâu? Cái nọc sự chết là tội lỗi, sức mạnh tội lỗi là luật pháp. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời đã cho chúng ta sự thắng nhờ Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Vậy, hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng, chớ rúng động. Hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Chương 12. Bây giờ Sa-mu-ên nói cùng cả Israel rằng: Ta đã vâng theo mọi lời các ngươi nói cùng ta. Ta đã lập một vua trên các ngươi. Rày, vua ấy sẽ đi trước đầu các ngươi. Còn ta đã già, tóc bạc, các con trai ta ở cùng các ngươi. Ta đã đi trước đầu các ngươi từ khi ta còn thơ ấu cho đến ngày nay. Vậy, ta đi, hãy làm chứng về ta tại trước mặt Đức Giê-hô-va và trước kẻ chịu sức dầu Ngài. Ta có bắt bò ai chăng? Bắt lừa ai chăng? Ta có lừa dối ai chăng? Hành hung cùng ai chăng? Ta có nhận của hối lộ nơi tay ai, đặng vì nó mà nhắm mắt ta chăng? Ví bằng có làm vậy, ắt ta sẽ trả lại cho các ngươi. Chúng đáp rằng: Ông không có lừa dối chúng tôi, không hành hung cùng chúng tôi, và không nhận lấy chi nơi tay ai hết. Người tiếp rằng: Đức Giê-hô-va chứng cho các ngươi, kẻ chịu sức dầu của Ngài cũng chứng rằng, ngày nay các ngươi không tìm thấy gì trong tay ta. Chúng đáp: Nguyện Ngài làm chứng cho. Sa-mu-ên nói cùng dân sự rằng: Đức Giê-hô-va là đấng đã lập Môi-se và A-rôn, đem tổ phụ các ngươi ra khỏi xứ Ai-cập. Vậy bây giờ hãy ra mắt trước mặt Đức Giê-hô-va. Ta sẽ luận cùng các ngươi về hết thảy những việc công bình mà Đức Giê-hô-va đã làm cho các ngươi và cho tổ phụ các ngươi. Sau khi Gia-cốp đến xứ Ai-cập, tổ phụ các ngươi có kêu cầu cùng Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va sai Môi-se và A-rôn đem tổ phụ các ngươi ra khỏi xứ Ai-cập và lập họ ở trong chỗ này. Nhưng họ quên Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, nên Ngài phó họ cho Sisera, tổng binh của Hát-so, cho dân Phi-li-tin và cho vua Mô-áp. Chúng nó đều tranh chiến cùng họ. Họ bèn kêu cầu Đức Giê-hô-va mà rằng: Chúng tôi đã phạm tội, vì chúng tôi có lìa bỏ Đức Giê-hô-va mà hầu việc những ba anh và ác tạp tê. Nhưng bây giờ xin giải cứu chúng tôi khỏi tay kẻ thù nghịch chúng tôi, thì chúng tôi sẽ phục sự Ngài. Đức Giê-hô-va đã sai Giê-ru-ba-anh, Bê-đan, Giép-thê và Sa-mu-ên. Ngài giải cứu các ngươi khỏi kẻ thù nghịch xung quanh các ngươi, và các ngươi đã ở được an ổn vô sự. Song thấy Na-hách, vua dân A-môn đến đánh các ngươi nói cùng ta rằng: Không được, phải có một vua cai trị chúng tôi. Mà thật, Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã là vua các ngươi. Bây giờ, kìa vua các ngươi đã chọn và đã cầu xin. Đức Giê-hô-va đã lập người làm vua trên các ngươi. Nếu các ngươi kính sợ Đức Giê-hô-va, phục sự Ngài, vâng theo lời phán Ngài, chẳng nghịch mạng lệnh của Ngài, nếu các ngươi và vua cai trị các ngươi vâng theo Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, thì chắc các ngươi sẽ được may mắn. Còn nếu các ngươi không vâng theo lời phán của Đức Giê-hô-va, bội nghịch mạng lệnh của Ngài, thì tay của Đức Giê-hô-va ắt sẽ giáng họa trên các ngươi như đã giáng họa trên tổ phụ các ngươi. Vậy bây giờ hãy đứng tại đây, đặng xem việc lớn mà Đức Giê-hô-va sẽ làm trước mắt các ngươi. Ngày nay há chẳng phải là mùa gặt lúa mì sao? Ta sẽ cầu khẩn Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ làm sấm sét và mưa để các ngươi biết và thấy mình đã phạm sự ác lớn trước mặt Đức Giê-hô-va, bởi vì đã xin một vua. Sa-mu-ên bèn cầu khẩn Đức Giê-hô-va. Trong ngày đó, Đức Giê-hô-va làm sấm sét và mưa. Cả dân sự lấy làm sợ Đức Giê-hô-va và Sa-mu-ên lắm. Hết thảy đều nói cùng Sa-mu-ên rằng: xin hãy vì những đầy tớ của ông mà cầu xin Giê-hô-va Đức Chúa Trời ông, hầu cho chúng tôi không chết, vì chúng tôi đã thêm lỗi xin một vua vào các tội khác của chúng tôi. Sa-mu-ên đáp cùng dân sự rằng: chớ sợ chi. Thật, các ngươi có làm mọi điều ác này, song chớ xây bỏ Đức Giê-hô-va, phải hết lòng phục sự Ngài. Chớ lìa bỏ Ngài đặng đi theo những hình tượng hư không chẳng có ích chi, cũng không biết cứu, vì hình tượng chỉ là hư không mà thôi. Đức Giê-hô-va vì cớ danh lớn mình sẽ chẳng từ bỏ dân sự Ngài. Chính thật, Đức Giê-hô-va đã định các ngươi làm dân sự của Ngài. Còn ta đây cũng chẳng phạm tội cùng Đức Giê-hô-va mà thôi cầu nguyện cho các ngươi. Ta sẽ dạy các ngươi biết con đường lành và ngay. Chỉ hãy kính sợ Đức Giê-hô-va, lấy hết lòng trung tín phục sự Ngài, vì khá xem những việc lớn lao mà Ngài làm cho các ngươi là dường nào. Nhưng nếu các ngươi cứ làm ác, thì các ngươi và vua các ngươi chắc sẽ bị diệt vong. Chương 13. Khi Sa-lơ lên ngôi vua thì đã được 40 tuổi. Người đã cai trị trên Israel 2 năm, bèn chọn 3.000 người Israel, 2.000 người đang ở cùng mình tại Mít-ma và trên núi Bê-tên, còn 1.000 người thì ở với Jonathan tại Gi-bê-a trong xứ Benjamin. Dân sự còn lại người cho về, ai nấy vào trong trại mình. Jonathan đánh đồn Phi-li-tin ở tại Gê-ba. Dân Phi-li-tin hay điều đó. Sa-lơ hạ lệnh thổi kèn khắp xứ mà rằng: dân Hebrew khá nghe biết. Vậy cả Israel đều hay rằng Sa-lơ đã đánh đồn Phi-li-tin, và Israel bị dân Phi-li-tin ghen ghét. Bấy giờ dân sự bị nhóm hiệp lại bên Sa-lơ tại Ginh-ganh. Khi ấy dân Phi-li-tin hiệp lại đặng đánh Israel. Chúng có 3 vạn cỗ xe, 6.000 lính kỵ và quân lính đông như cát trên bờ biển. Vậy chúng nó đi lên, đóng trại tại Mít-ma về hướng đông của Bét-aven. Dân Israel thấy mình nguy cấp vì bị chúng theo riết gần, bèn trốn ẩn trong hang đá, trong bụi bờ, trong gành đá, trong đồn lũy và trong hầm hố. Mấy người Hebrew sang qua sông Giô-đanh đến xứ Gác và Ga-la-át. Song Sa-lơ còn ở lại tại Ginh-ganh, và hết thảy dân sự đi theo người đều run sợ. Sa-lơ đợi 7 ngày là kỳ của Sa-mu-ên đã định. Song vì Sa-mu-ên không đến Ginh-ganh, dân sự bèn tan đi. Bây giờ Sa-lơ nói: hãy đem đến cho ta của lễ thiêu và của lễ thù ân. Rồi người dân của lễ thiêu. Khi người dân xong, kìa, Sa-mu-ên bèn đến. Sa-lơ đi ra đón đặng chào người. Nhưng Sa-mu-ên hỏi: ngươi đã làm chi? Sa-lơ đáp rằng: khi tôi thấy dân sự tan đi, ông không đến theo ngày đã định, và dân Phi-li-tin đã hiệp lại tại Mít-ma, thì tôi nói rằng dân Phi-li-tin chắc sẽ hãm đánh tôi tại Ginh-ganh, và tôi chưa cầu khẩn Đức Giê-hô-va. Vì vậy tôi miễn cưỡng dân của lễ thiêu. Sa-mu-ên nói cùng Sa-lơ rằng: ngươi thật có làm ngu dại, không vâng theo mạng lệnh của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã truyền cho. Ví bằng có vâng theo thì Đức Giê-hô-va ắt đã lập nước ngươi vững đời đời nơi Israel. Nhưng bây giờ nước ngươi sẽ không bền lâu. Đức Giê-hô-va đã chọn lấy cho mình một người theo lòng Ngài, đặt người ấy làm trưởng của dân sự Ngài, bởi vì ngươi không giữ theo mạng lệnh của Đức Giê-hô-va. Đoạn Sa-mu-ên đứng dậy, đi từ Ginh-ganh đến Gi-bê-a trong xứ Benjamin. Rồi Sa-lơ kiểm điểm dân ở cùng mình, có ước chừng 600 người. Sa-lơ và Jonathan, con trai người, cùng quân lính đi theo, đều đóng tại Gibea trong xứ Benjamin, còn dân Philitin hạ trại tại Mít-ma. Từ trong dinh Philitin có một toán quân cướp phá đi ra, chia làm 3 đội. Đội này theo con đường Opra đi về xứ Su-an, đội kia noi con đường Bet-horon, còn đội thứ 3 theo con đường ranh nằm trên trũng Seboim về hướng đồng vắng. Và trong cả xứ Israel không có thợ rèn, bởi vì dân Philitin đã nói rằng: hãy cấm người Hebrew rèn gươm và giáo. Hết thảy Israel ai nấy đều đi xuống nơi Philitin đặng mướn rèn lưỡi cài, cuốc, rìu và lưỡi hái mình. Lại khi nào lưỡi cài, cuốc, chĩa ba hay là rìu bị mẻ sức thì đi xuống đặng mài và sửa cái đót lại. Nên trong ngày tranh chiến chẳng có gươm cũng không có giáo nơi tay của cả dân sự đi theo Sao-lơ và Jonathan. Chỉ có cho Sao-lơ và Jonathan là con trai người dùng mà thôi. Một đồn quân Philitin kéo ra đặng đón đèo Mít-ma. Cảm ơn Chúa, lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gổ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng, và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện, trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn, hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.